Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube Hải Nam Camera. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đếm ngược thời gian để chờ đón khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Không biết là lúc này thì ở tại nơi các bạn sinh sống không khí đang như thế nào, nhưng mà tại quảng trường của thành phố Hưng Yên thì lúc này đây lượng người đang quay trở về với quảng trường rất là đông để chờ đón cái khoảnh khắc được ngắm nhìn chương trình bắn pháo hoa vô cùng đặc sắc và cùng đón chào khoảnh khắc giao thời của năm cũ và năm mới. Chúng ta hãy cùng đến với quảng trường của thành phố Hưng Yên ngay bây giờ nhé. Thank you.
Thưa quý vị, giao thừa đã điểm, năm mới đã sang. Và chúng tôi xin được kính chúc cho tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Và mọi người, mọi nhà chúng ta bước sang năm Canh Tí sẽ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc mừng năm mới.